Ngày hôm qua, 23 tháng 1, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với đặng Nam Anh, sinh năm 1995, Bùi Văn Điệp, sinh năm 1988 để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đàm Văn Hải, sinh năm 1993 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1983 về tội đánh bạc. Cả bốn đối tượng cùng ngụ ở Hà Nội vào Cần Thơ thuê trọ để tổ chức cho vay nặng lãi. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 7 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020 đã tổ chức cho vay với lãi suất từ 30 đến 150% một tháng, số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Nhóm này do Nam Anh cầm đầu đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn 374 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.